Ta sanh ra đời là để trái nghiệp. Sao nhiều người lại cứ thở với than, lại quán trách sao cuộc sống quá phũ phàng. Tội gì đâu mà cứ đài con mà. Đã là người am hiểu lời Phật dạy, hãy chấp nhận với cuộc sống hôm nay. Khi nghiệp đến thì vẫn cứ giang tay, vui vẻ nhận vì nghiệp ta phải trả. Đừng trách mẹ, đừng trách cha, đừng trách người ta thay lòng đổi dạ. Đừng trách cuộc đời không đủ bao la. Đừng trách gió mùa xa. Đừng trách cây lá nơi này sao rớt vội. Đừng trách người một lần lầm lỗi. Hãy tự trách mình không đủ thứ tha. Sanh chẳng mang đến, chết chẳng mang đi. Chào đời thì hai tay trắng, lìa đời thì trắng hai tay. Chỉ có nghiệp kiếp này, còn vương vấn kiếp sau. Sống sao cho phải đạo, đừng giả bộ ngọt ngào mà lòng đầy binh đao. Hại người bằng tâm ác, quả báo muôn đời sau. Mỗi ngày nếu chọn một niềm vui, thì xin hãy chọn nụ cười đầu tiên. Cười cho cuộc sống thản nhiên, để tâm thanh thản bình yên giữa đời. Mỗi ngày nếu gặp mọi người, thì xin hãy nói những lời yêu thương. Hãy yêu cuộc sống bình thường và trọn vẹn với con đường đã đi. Đời chỉ đẹp khi lòng ta cởi mở, biết khoan dung và khắc phục chính mình, trải lòng từ đến tất cả nhân sinh, để từ đó vườn hoa tâm hé mở. Sống nên sống đơn giản, phức tạp mà làm chi. Ăn có sao ăn vậy, mặc không quá cầu kỳ. Đi bình tĩnh, thông thả. Nói chững chạc ít lời, làm điều điều túc tắc, chừa thời gian nghỉ ngơi. Sống chậm và giản dị, cách sống của người khôn. Nó thật sự rất tốt cho thể xác tâm hồn. Triết lý này đơn giản, giúp tôi sống xưa nay tự tại và thoải mái giữa đời phức tạp này. Có nhiều người quý vị biết không, họ nói mà họ không làm. Nhưng mà ngược lại song song cũng có nhiều người làm mà không nói. Có những người họ tu ít nói. Thường thì cái người có thì không khoe, cái người khoe thì không có. Lời thật thì mất lòng, nhưng mà lời được lòng chưa chắc đã thật. Đúng không nè? Nhiều cái lời nói ngọt ngào, chót lưỡi đầu môi, nghe mát lắm, nhưng mà chưa chắc đã thật. Cho nên tôi thích cà phê đen, tuy nó đắng nhưng nó nguyên chất. Tôi thích lời nói thật, tuy nó mất lòng nhưng đáng để tin. Đời dạy ta muôn ngàn cách nắm giữ, đạo dạy người chỉ một chữ bu. Nhẹ thời nói, nặng thời chìm, khẩn cầu cho lắm chỉ thêm nhọc nhằn. Giàu thì bị buộc trói bởi bạc tiền, đẹp thì tạo lắm lụy phiền cho thân. Thế gian thì trọng sắc quý tiền, người tu quý những thiện hiền trong tâm. Muốn thành công thì phải qua nhiều thất bại, trên đường đời thì có dài mới có khôn. Đem đau thương để tôi luyện tâm hồn, một lần ngã để bao lần vững bước. Vững tay lái cho thiền con vượt biển, chắc tay cương cho ngựa nhỏ băng ngàn. Qua khó khăn với khổ ải lầm than, ta tin tưởng một ngày mai tươi sáng. Ai chiến thắng mà không hề chiến bại, ai nên khôn mà chẳng dại đôi lần. Những người tu chúng ta cũng vậy, nhiều khi cái nghiệp đến với mình là nó giúp cho mình trên cái con đường tu. Gặp người mạ lị chớ phiền, ví dụ ta mắng nhiếc mình bây giờ không phiền nữa, mà hãy mừng vì gặp khổ duyên để hành. Mình đang đi tìm cái khổ duyên để mình hành. Bao nhiêu nghiệp chướng chung quanh là bao nhiêu dịp để thành đạo cao.
Như vậy mà còn sợ nghiệp chướng nữa không? Không. Bởi vì cái nghiệp chướng này nó biến thành là cái động lực để cho mình thành đạo. Anh chửi tôi càng nhiều mà tu được là tôi mau thành đạo. Kiếp xưa do lỡ phụ người, kiếp này mới gặp phải người phụ ta chứ. Xin đừng thảm khóc kêu la, nhân nào quả nấy, thật là chẳng sai. Con ho lòng mẹ tan tành, con sốt thì lòng mẹ nóng như bình nước sôi. Nuôi con thì buông tảo bán tần, chỉ mong con lớn nên thân với đời. Mỗi khi trái gió trở trời, con đau là mẹ đứng ngồi không yên. Nhọc nhằn vất vả triền miên, chăm lo bát gạo đồng tiền nuôi con. Trên thế gian này không có cái tình nào bằng cái tình mẹ. Vì tình nào rồi cũng phai mờ trong tim ta, trong ký ức ta. Nhưng tình mẹ thì không thể nào phai mờ được. Chỉ có tình mẹ thương con là vô điều kiện. Còn ở ngoài kia người ta thương con có điều kiện. Mình phải đẹp ta mới thương mình, xấu quá mới thương. Nếu mình xấu quá thì mình phải giàu ta mới thương. Mình ngộ lắm. Khi cha mẹ còn sống thì lo, không lo phụng dưỡng. Khi cha mẹ chết á thì mới xây mồ to mã đẹp, lúc đó mới biết phụng dưỡng. Mà khi mình mới biết phụng dưỡng thì cha mẹ đã quá ra người thiên cổ rồi. Lúc bây giờ muốn phụng dưỡng cũng không được. Nhịn đời hạnh phúc tấm thân yên, nhịn sự hơn thua khỏi lị phiền. Nhịn kẻ hung hăng lòng độ lượng, nhịn lòng hiếu thắng cõi thần tiên. Nhịn cha nhịn mẹ người con hiếu, nhịn anh nhịn chị anh chị hòa. Nhịn vợ nhịn chồng nhà hạnh phúc, nhịn xóm láng giềng nghĩa. Mà nói cái tánh của con đó thầy biết không? Thẳng lắm, mạnh mẽ lắm, trực tính mà, cá tính mà. Tại sao? Là con thương được là con ghét được, con nhớ được là con quên được, con lấy được là con bỏ được. Nhưng con điều con nói được mà con làm không được. Quầy tiền, thấy không? Cho nên là phải thực hành. Tu là phải nhớ làm lành đầu tiên. Đạo Phật chúng ta là đạo hướng gì nè? Hướng thiện hay ác? Hướng thiện đó. Hướng thiện tức là điều gì cũng phải làm lành. Tôn chỉ của Đức Phật dạy ba điều. Điều thứ nhất là gì? Không làm điều ác. Điều thứ hai là gì? Làm các điều lành. Thời gian về cái mình an lạc lên. Mặc dù mình ở trần gian nhưng mà tâm của mình nó lạc ở đạo. Mình tu giống như hình ảnh hoa sen vậy đó. Tu hành giống như cái hoa sen vậy đó, tức là sanh ra ở bùn, lớn lên trong bùn nhưng mà không có lắm bùn, thoát ra khỏi bùn. Chúng tôi có một câu một chúc. Ngày xuân á, Phật tử hay đến chùa nhờ chúng tôi chúc Tết, chúc đầu năm vân vân. Chúng tôi có một câu chúc này, trong đó nó có dính dáng tới cái chữ hoa sen. Chúng tôi muốn cho quý vị phải làm sao giống như hoa sen vậy đó. Tức là mình cư trần, ở trong trần nhưng mà tâm mình lạc đạo, giống như hoa sen vậy đó. Chúng tôi chúc cho Phật tử là sang năm mới hay đầu năm mới hay là nguyên năm nay, sắc diện lúc nào cũng tươi như hoa hồng. Làm ăn thì thành công như hoa cúc, cuộc sống thì hạnh phúc như hoa mai. Tiền bạc thì phát tài như hoa pháo, dáng dấp thì độc đáo như hoa lan. Gia đình thì an khang như hoa huệ, tu hành thì trí tuệ như hoa sen. Làm việc thiện thì đáng khen như hoa hậu, cuối cùng nhớ sống lâu như hoa vạn thọ là được. Vậy thì tôi có cái câu là tu hành phải có trí tuệ giống như hoa sen. Thì ở đây thưa quý vị, muốn cho mình bớt khổ thì mình phải có trí tuệ. Nếu không có trí tuệ thì không bớt khổ. Trí tuệ ở đâu thì hạnh phúc ở đó. Nghe cho kỹ, trí tuệ ở đâu thì hạnh phúc ở đó. Mà trí tuệ này là trí tuệ theo nhà Phật đó nghe, chứ không phải trí tuệ theo đời. Ở ngoài đời học cao hiểu rộng mới là trí thức thôi, chưa phải là trí tuệ. Người nào hiểu thấu nhân quả,
hiểu thấu tam tướng là vô thường khổ vô ngã thì người đó mới gọi là người có trí trí tuệ. Chứ còn mà hiểu thấu các cái thế học, các ngành chuyên môn như là kỹ sư, bác sĩ, y khoa vân vân thì mấy cái đó mới là kiến thức thôi, vẫn khổ. Trên định nghĩa cái chữ gọi là người ngu và người trí theo nhà Phật và theo đời nó hoàn toàn khác. Ở ngoài đời học cao hiểu rộng ta kêu là trí rồi, người này là người trí thức rồi, người có trí tuệ mới học giỏi. Nhưng mà trong đạo không được như vậy. Trong đạo người nào phải tin sâu nhân quả, biết làm lành lánh dữ, và phải thấu triệt được tam tướng, biết được thế gian là vô thường, khổ não, vô ngã, để bớt đi cái sự dính mắc chấp thủ, thì cái người đó mới được gọi là trí tuệ. Thí dụ như một ông bác sĩ, một vị kỹ sư, thì theo xã hội thì người ta nói những người này đều là những người có học thức cao, hiểu rộng, có sự hiểu biết, có trí tuệ. Nhưng mà giờ chúng tôi ví dụ cái ông bác sĩ này, ông học cao nhiều năm mới ra có cái tấm bằng bác sĩ. Nhưng mà khi ông hành nghề y á thì ông lại thiếu cái y đức. Ông khám bệnh cho người ta thì sơ sài, mà ông lấy tiền thì nhiệt tình. Thì theo quý vị, ông bác sĩ này là ông là người ngu hay người trí? Người ngu hay người trí? Đó, quý vị nói à, chiều nay lỡ đi bác sĩ ông chích đào đang chịu. Thật sự cái chữ ngu đây không phải chửi, mà mình nói ngu ở đây là cái người nó không biết thương mình, mà ông thương tiền. Mà người nào mà thương tiền thì người nó ngu rồi, khổ. Bởi vì ông đạo cái nhân đó, theo quý vị là nhân xấu hay nhân lành nè, nhân ác hay nhân thiện nè? Nhân ác. Ông thiếu đi cái y đức, ông có cái lương tâm của một vị lương y như từ mẫu, ông có một cái tâm lành, mà ông làm cái việc như vậy thì theo quý vị là ông đang tạo nhân gì? Nhân bất thiện hay nhân thiện? Nhân bất thiện hay là nhân ác? Mà cái người mà không hiểu nhân quả, không tin nhân quả đi tạo nhân ác thì người đó người ngu hay người trí? Nó lớn chút đi. Đó, có quay phim đó nè. Ông nghe cái là tối nay mà xuống khám bệnh đó nè, bà nói tôi ngu hả, chích cho bà đau ráng chịu. Không, thật sự theo đạo Phật, người này Đức Phật gọi là người thiếu trí tuệ, bởi vì không tin nhân quả. Cái người mà tin nhân quả thì họ có làm điều ác không? Có làm không? Không, dứt khoát là họ không làm. Mà cái người tin nhân quả thì người đó không có khổ. Tại sao chúng tôi nói như vậy? Tại vì có câu nói rằng là biết đạo không buồn chuyện thế gian, biết đủ không chi phải vội vàng, từ bi hỷ xả lòng thanh thản, nghe lời Phật dạy sống an khang. Tại sao biết đạo không buồn chuyện thế gian? Là bởi vì cái người này họ biết nhân quả, cho nên không có chi phải buồn. Tất cả đều do duyên nghiệp. Các pháp đã vận hành theo duyên nghiệp. Người ta giàu đời trước người ta tạo nhân bố thí, còn mình nghèo là đời trước mình ít cúng dường, ít bố thí. Nó rõ ràng, đâu có gì phải buồn. Trước đây thì mình nhìn đó, mình thấy mình tuổi thân. Tại sao người ta giàu người ta đẹp? Tại sao người ta đầy đủ? Tại sao người ta sung sướng? Còn mình thì xấu, nghèo, thiếu thốn. Bao nhiêu cái chuyện trắc trở. Làm lành dứt khoát là không làm ác. Từ đây về sau ai rủ làm ác không làm. Làm lành thì mình làm. Làm lành không cần rủ. Có nhiều người rủ còn không làm đó. Rủ đi tu là biết. Đi chơi thì được, đi tu cũng được, chịu đi. Bây giờ mình phải tu là phải làm lành đầu tiên là hướng thiện. Đầu tiên ta rủ mình, nhưng sau dứt khoát không cần ai rủ, mình lấy cái tiêu chí là làm lành đầu tiên. Tranh thủ thời gian nha, vì thời gian không có dài. Tu sao phải thật là hiền. Cái câu này mới hay. Chúng tôi muốn bọc nhìn xuống đây, tất cả gương mặt chúng ta đều phải hiền hết. Tu sao phải thật là hiền đó. Mà quý vị muốn hiền thì phải tu. Hôm nay thật sự chúng tôi muốn chuẩn bị một cái bài pháp có tựa đề là gì, quý vị biết không?
Tôi đề là muốn hết khổ phải chịu tu. Đầu tiên chúng tôi tính là lên giảng cho quý vị nghe là một cái bài pháp có tựa đề là muốn hết khổ phải chịu tu. Giống như là muốn hết khó chịu thì phải chịu khó. Bây giờ mình muốn hết khó chịu mà mình không chịu, mình muốn hết khổ mà không chịu tu có hết khổ không? Không hết khổ. Muốn hết khổ thì phải chịu tu. Muốn hết khó chịu thì phải chịu khó. Giống như thầy trụ trì đây là tha thứ thư thái tập nó ngược vậy đó. Nó ngược mà nó đúng pháp. Đạo một đường mà đời một đường. Đời là khó chịu nhưng mà đạo là phải chịu khó thì mới hết khó chịu. Đời là khổ mà đạo muốn hết khổ thì phải chịu tu. Như vậy thì câu kế tiếp là tu sao cho thật là gì? Là hiền. Quý vị có nghe cái từ là hiền như Phật chưa? Hiền như Bụt chưa? Chứ mà tu cái mặt mình hầm hầm dữ quá sao được? Thấy không? Tu phải hiền. Nay ta xưng con Phật hoài, phải làm giống Phật, chớ sai tội nghiệp. Thân không trộm cắp làm liều, miệng không nói dối đặt điều điêu hoa, ý không tham ác gian tà, chuyển xây ba nghiệp thật là thanh cao. Cho dù tám gió thổi vào, tâm ta không động tự hào sắc son. Phật tử nghĩa là Phật con mà giống bố thì còn gì hơn. Đó. Tu sao cho thật là hiền mà hiền như? Hiền như ai? Như Bụt. Chấp nhận và thứ tha, vì trong cõi ta bà tha thứ thì thư thái. Nhẹ nhàng. Ai mà chấp nhất chi cho nó khổ, cứ chấp rồi trách rồi móc, mà móc móc moi moi khổ lắm. Cái người thứ hai mà bớt khổ là phải thấu được cái gì thì quý vị biết không? Tam tướng. Phải thường xuyên quán về tam tướng, là ba cái tướng trạng của thế gian. Ai nhớ? Thứ nhất là gì? Vô thường. Thứ hai là gì? Khổ não. Thứ ba là gì? Vô ngã. Vô thường, khổ não, vô ngã. Có nghe chưa? Nghe nhiều. Nhưng mà bây giờ phải làm sao quán về ba cái tướng trạng của thế gian này. Thế gian là bất tồn, đưa đến chỗ hoại diệt là vô thường. Đúng. Thế gian là gì? Là vô hộ, vô chủ, là vô ngã. Thế gian là vô sở hữu, chết ra đi bỏ lại tất cả là vô ngã. Cũng gì của mình đâu. Thế gian là thiếu thốn, nô là bất mãn, nô lệ cho tham ái là khổ. Hãy tham nhiều thì khổ nhiều. Hãy muốn mà không được là khổ. Mong cầu thiếu thốn thì mong cầu, mong cầu không được thì bất mãn. Bất mãn thì sao? Cuối cùng đời của mình là kẻ nô lệ cho lòng tham của mình. Quý vị phải tu làm sao thấy mình là cái người tỷ phú về thời gian. Người ta nói câu rằng, người ta muốn ra hỏi ôi chị sao nói tôi tiền tỷ tôi không có, nhưng mà tỷ thời gian tôi có. Cái người mà họ có tỷ thời gian là bởi vì cái người này họ không có bị tham ái chi phối. Hồi nãy chúng tôi có nói một câu quý vị nghe mà tinh ý chúng tôi thấy rõ. Tức là gì? Tức là biết đạo không buồn chuyện thế gian, biết đủ không chi phải vội vàng. Cái người không biết đủ cho nên người ta tranh thủ, tranh thủ dữ lắm. Còn mình biết đủ cho nên mình cứ thông thả, không có tranh thủ. Mình cứ thư thái, thông thả, thanh thản, thảnh thơi rồi thanh thiện, nhẹ nhàng. Cái người mà họ gấp rút, bận rộn, chuyện này chuyện kia là cái người đó họ không biết đủ. Cho nên mai mốt hỏi quý vị giàu hay nghèo, quý vị trả lời tiền tỷ thì tôi không có, nhưng mà tỷ thời gian thì tôi có. Tôi giàu đây là tôi giàu thời gian, mà đúng chứ quý vị. Quý vị có nghe người ta nói một câu là thời gian là vàng bạc không? Có nghe không? Đó, mà cái người mà họ tham nhiều họ đâu có thời gian. Họ tranh thủ mà đâu có thời gian. Còn mình nhiều thời gian thì mình là người giàu hay người nghèo? Giàu hay nghèo? Mình lớn chút coi không tự tin gì luôn vậy. Mình là người giàu về thời gian.
mình là tỷ phú. Muốn đẹp vậy nó từ đâu? Nó từ phân rác. Quý vị nhìn một cái chậu hoa, quý vị nhìn hoa không mà quý vị không chịu nhìn cái bồn của hoa, trong cái bồn có toàn rác không, thấy không nè? À đúng thì vỗ tay cái. Tức là muốn bớt khổ thì sao? Nhắc lại, hôm nay quý vị vừa đi tu học, vừa nghe pháp thì phải học luôn. Muốn bớt khổ thì điều đầu tiên phải tin sâu nhân quả. Chúng tôi tại sao dùng cái từ tin sâu? Mình cũng tin vậy mà mình tin nó không sâu. Mình tin ở trên mặt thôi, lướt thôi. Miệng thì cũng nói nhân quả vậy, nhưng mà không có sâu. Tin chưa sâu. Tin mà tin phớt phớt thôi. Còn bây giờ mình phải tin, tin sâu. Hãy mà tin sâu nhân quả thì sao? Không buồn chuyện thế gian nữa. Mà không buồn thì nó đồng nghĩa với bớt, bớt khổ. Thứ hai là tin cái gì? Tức là quán gì? Quán về tam, tam tướng. Thế gian là vô thường, khổ và vô ngã. Cái gì cũng vô thường quý vị. Qua nở, qua tàn chuyện thế gian mà. Qua đẹp, qua thơm, qua vẫn tàn. Vô thường. Tình nặng, tình sâu, tình vẫn tan, vô thường. Rượu đắng, rượu cay, rượu vẫn hết, mà người hứa, người thề, người vẫn quên, vô thường. Trăng lên, trăng tròn, trăng lại khuyết. Tiết rơi, tiết phủ, tiết lại tan. Qua nở, qua thơm, qua lại tàn. Tình nặng, tình sâu, tình vẫn tan, vô thường. Người giàu, người nghèo rồi cũng hết, vô thường. Mà người đẹp, người xấu rồi cũng chết, vô thường. Phải không? Người đẹp người xấu cũng chết chứ không phải là người xấu chết không đâu nghe. Đẹp nhiều khi còn chết còn sớm dữ hơn. Vì họ đẹp hơn mình thì họ có phước, mình xấu hơn họ là mình thiếu phước, nhưng mà rồi cũng chết. Họ giàu hơn mình là họ có phước, mà mình nghèo hơn họ thì mình thiếu phước, thì hai người này thì cũng hết. Cũng hết à. Một là mình chia tay nó, hai nó chia tay mình thôi, vô thường. Cho nên quý vị phải học theo chúng tôi một câu là hãy tin vào vô thường. Tập theo câu này quan trọng để bớt khổ. Hãy tin vào vô thường, rồi ngày mai sẽ khác. Cái câu này ý nghĩa lắm. Tại sao mình tin vào vô thường để ngày mai sẽ khác là sao quý vị biết không? Thí dụ như bây giờ mình khổ thì mình biết ngày mai mình sẽ vui, chứ không phải mình khổ hoài. Ông bà có câu rất hay là ai giàu ba họ, ai khó ba được. Mình nghèo nhưng mà mình rồi ngày mai sẽ khác. Đâu biết được, đâu biết được ngày mai là cái gì, thấy không nè? Cho nên hãy tin vào vô thường đi, tại vô thường nó thay đổi. Nếu bây giờ mình khổ á thì hy vọng ngày mai nó thay đổi là mình sẽ xuống, chứ không có gì là bây giờ mình khổ mình tu. Đơn giản là miệng nên ít nói, tự nhiên ít quả. Bụng dạ ít ăn, tự nhiên ít bệnh. Bây giờ bệnh nhiều lắm quý vị, là do ăn nhiều đó. Thời xưa khó khăn, có đồ ăn, ít bệnh. Bây giờ đầy đủ quá, ăn cho cố vô đi, bệnh cho nhiều. Bệnh toàn là bệnh ca không à. Bụng dạ ít ăn, tự nhiên ít bệnh. Trong lòng ít muốn, tự nhiên ít lo. Cái lòng mình nó muốn nhiều, nó lo nhiều. Thân mình ít sự, tự nhiên ít khổ. Làm nhiều thì khổ nhiều. Duyên đến thì nên kết, mà duyên hết thì nên buông. Ti vuông mà tròn làm sao mà không tự tại. Như vậy thì tất cả đều do mình sanh sự, thì sự nó mới sanh. Dù đục dù trong là con sông vẫn chảy. Dù cao dù thấp thì cây lá vẫn xanh. Qua đẹp qua thơm, qua lại tà. Tình nặng tình sâu tình vẫn tan. Rượu đắng rượu cay rượu vẫn hết. Người hứa người thề người vẫn quên. Trăng lên trăng tròn trăng lại khuyết. Tiết rơi, tiết phủ, tiết lại tan. Qua nở, qua thơm, qua lại tàn. Người giàu, người nghèo rồi cũng hết. Đời dạy ta muôn ngàn cách nắm giữ, đạo dạy người chỉ một chữ buông. Nhẹ thời nổi, nặng thời chìm, quy lực. Khẩn cầu cho lắm chỉ thêm nhọc nhằn. Giàu thì bị buộc trói bởi bạc tiền. Đẹp thì tạo lắm lị phiền cho thân. Thế gian thì trọng sắc quý tiền. Người tu quý những thiện hiền trong tâm. Chỉ vì một niệm hơn thua,
mà đem tâm trí chạy đua với đời. Giỏi đến giỏi đi thì giỏi nhạc, nhạc nhòa. Giỏi vàng sum họp thì giỏi chia xa thôi. Giỏi ăn giỏi nói rồi giỏi thở. Giỏi hưởng thụ mau để giỏi già. Muốn thành công thì phải qua nhiều thất bại. Trên đường đời thì có dài mới có khôn. Đem đau thương để tôi luyện tâm hồn. Một lần ngã để bao lần vững bước. Ai chiến thắng mà không hề chiến bại? Ai nên khôn mà chẳng dại đôi lần? Không phải hạnh phúc không phải ở chỗ chúng ta có nhiều thứ. Đã có nhiều thứ chưa chắc gì hạnh phúc. Người ta nói bạn có tiền, bạn có thể mua được căn nhà, nhưng không thể nào bạn mua được hạnh. Bạn có tiền, bạn có thể mua được chiếc giường đẹp, im, nhưng mà không mua được giấc. Bạn có tiền, bạn có thể mua thuốc, nhưng bạn không thể mua được sức khỏe. Dù con đếm được cát sông, nhưng không đếm được tấm lòng mẹ yêu. Dù con đo được sớm chiều, nhưng không đo được tình yêu mẹ hiền. Dù con đi hết trăm miền, nhưng tình của mẹ vẫn liền núi non. Ôi tình mẹ tợ trăng sao, như hoa hồng thắm một màu thủy chung. Tình của mẹ lớn khôn cùng, bao dung vạn loại dung thông đất trời. Ôi tình mẹ đẹp tuyệt vời, làm con hiếu thảo trọn đời khắc ghi. Nhịn đời hạnh phúc tấm thăng thiên, nhịn sự hơn thua khỏi lị phiền. Nhịn kẻ hung hăng lòng độ lượng, nhịn lòng hiếu thắng cõi thần tiên. Nhịn cha nhịn mẹ người con hiếu, nhịn anh nhịn chị anh chị hòa. Nhịn vợ nhịn chồng nhà hạnh phúc, nhịn xóm láng giềng nghĩa thâm giao. Quá thân thuộc sẽ thành nhám, nhạt chát. Quá yêu thương sẽ có lúc đau buồn. Quá quan tâm sẽ thành bó buộc. Và quá sâu đậm sẽ có lúc nhạt nhòa. Con người sống giữa trần gian, buồn vui, sướng khổ, gian nan đủ điều. Hỏi đời sống được bao nhiêu, mà sao ta phải chịu nhiều đắng cay. Thí dụ như kiếp xưa do lỡ phụ người, kiếp này mới gặp phải người phụ ta chứ. Xin đừng thảm khóc kêu la, nhân nào quả nấy thật là chẳng sai. Vỗ tay. Đó nè. Như vậy thì sao? Cứ cười tươi thôi. Cái người mà họ tin sâu nhân quả thì họ thấy bình thường. Không có gì mà phải buồn, phải trách, phải móc, phải giận, phải hờn, phải ganh tị, phải bực tức, không có. Còn mình chưa tin sâu nhân quả, cho nên mình còn hờn, còn trách, còn móc, còn giận, còn hờn, trách dữ lắm. Mình là cái bệnh trách đổ thừa. Không khổ một chút cái đổ thừa. Mình là thuộc dạng dòng họ Đổ, còn sống lại một người là mình á. Hay đổ thừa hay trách móc. Cho nên người ta mới khuyên là đừng trách mẹ, đừng trách cha, đừng trách người ta thay lòng đổi dạ, đừng trách cuộc đời không đủ bao la, đừng trách gió mùa xa, đừng trách cây lá nơi này sao rớt vội, đừng trách người một lần lầm lỗi, hãy tự trách mình không đủ thứ tha. Để tham gia